Xin kính chào quý tôi tớ Chúa, quý con cái của Chúa và quý vị đại diện chính quyền các cấp. Chúng ta có mặt trong buổi lễ tạ ơn Chúa kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại Tiên Thủy. Và với cái chủ đề là vì được đầy ơn Ngài. Và khi tôi nhìn thấy cái ca đoàn mà là những người đã được Chúa cứu ở tại Tiên Thủy ở đây, Chúa sai đi khắp nơi để chia ơn sẻ phước của Chúa cho nhiều nơi. Cho nên trong ngày vui này thì tôi cũng rất là vui gặp một số đệ tử của Chúa từ Úc Châu, từ Mỹ Châu về đây để chúng ta chung lời tạ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta được ơn không phải chỉ hưởng thụ cho riêng mình, mà Chúa đặt để cuộc đời chúng ta để có thể đem ơn của Chúa đến với đồng bào của chúng ta ở các nơi. Và chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa: vì được đầy ơn của Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán rằng: ta đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật. Chúa cho chúng ta biết Ngài đã đến thế gian để chúng ta, những tội nhân, được cứu, được sống mà kinh nghiệm một đời sống phong phú, dư dật ở trong Chúa. Nhưng mà dư dật theo cái nghĩa nào? Gần đây có một cái nhóm Tin Lành mệnh danh là Tin Lành Thịnh Vượng, và họ nương vào câu kinh thánh đó để họ nói rằng Chúa đã hứa chiên của Chúa thì phải sống dư dật. Dư dật nhà cửa, dư dật đất đai, dư dật tiền bạc. Thưa Hội Thánh, có phải vậy không? Trong khi Chúa dạy chúng ta trong bài cầu nguyện chung là gì? Xin cho con đồ ăn đủ ngày. Mà tại sao họ lại dạy rằng phải dư dật nhà cửa, đất đai, tiền bạc? Chúa mâu thuẫn với Ngài sao? Không. Cho nên cái điều người ta chủ trương đó không đúng đâu. Và Chúa muốn mỗi người chúng ta đã được cứu sống dư dật ơn của Chúa, dư dật trong sự bình an, phước hạnh, vui mừng, hy vọng chúng ta chia sẻ cho người khác. Cho nên sứ đồ Phao-lô gửi thư cho Hội Thánh của Chúa tại Cô-lô-se. Ông chúc cho Hội Thánh của Chúa tại Cô-lô-se không phải dư dật nhà cửa, đất đai, tiền bạc, mà thứ nhất dư dật hay là đầy lời của Chúa. Và khi cuộc đời của chúng ta đầy lời của Chúa, nó dẫn chúng ta đến cái việc là đầy sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này, Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 15. Xin kính mời Hội Thánh: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Xin bằng máy chiếu cố gắng bám theo. Chúng ta đọc chung với nhau trở lại một lần nữa câu kinh thánh này, Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 15: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Ở đây chúng ta thấy có một cái tỷ lệ thuận: hễ dư dật lời Chúa, dư dật khôn ngoan. Có một ít lời Chúa, có một ít khôn ngoan. Mà không có lời Chúa coi chừng không có khôn ngoan. Và quý vị hãy nhìn cái thực tế trên thế giới để quý vị thấy dân Do Thái bây giờ trên thế giới họ có mười mấy triệu người à. Mà quý vị biết không, 25% cái giải Nobel thuộc về người Do Thái, trong khi họ chỉ có mười mấy triệu người. Giữa một cái thế giới 8 tỷ người như thế này mà họ chiếm gần ấy giải Nobel. Chúa cho những người Do Thái từ khi còn nhỏ đã có lời của Chúa, đã học lời của Chúa, đã được dạy dỗ trong lời của Chúa. Cho nên sứ đồ Phao-lô chúc cho Hội Thánh Chúa tại Cô-lô-se: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Nhiên hậu,
anh em sẽ dư dật mọi sự khôn ngoan để mà sống. Bởi vì chúng ta thấy lời Chúa và sự khôn ngoan nó liên hệ mật thiết với nhau. Trong Thi Thiên thứ 19 câu thứ 7 phần B, xin kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này: sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Sự chứng cớ của Chúa, lời của Chúa chắc chắn và biến những cái kẻ ngu dại, tầm thường, nhỏ bé trở nên những người khôn ngoan. Rồi chúng ta thấy trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu thứ 15, xin kính mời hội thánh chúng ta đọc câu kinh thánh này: và từ khi con còn thơ ấu, thưa hội thánh, Phaolô nói với Timôthê rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh. Từ khi còn thơ ấu, Timôthê được mẹ dạy cho lời của Chúa, và nhờ có lời của Chúa dẫn Timôthê đến một cái kết quả là được khôn ngoan. Khôn ngoan để sống, khôn ngoan để chọn lựa, khôn ngoan để quyết định cho cuộc đời của mình. Bởi vì Kinh Thánh cũng cho biết trong Thi Thiên 14 câu 1, quý vị nhớ câu Kinh Thánh này không? Kẻ ngu dại thì nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời, hưởng mọi sự trong ơn trời mà dám nói không có Đức Chúa Trời. Đứa con sống trong căn nhà của ba mẹ, vất vả dày công xây dựng cho nó ở trong cái căn nhà đó mà nó nói rằng tôi không có cha mẹ, tôi không biết cái ông bà già đó là ai, thì tự hỏi đứa con đó có khôn không? Có người sống trong vũ trụ này, trái đất này, môi trường này, Chúa dựng nên, Chúa làm mọi sự mình thụ hưởng mà nói rằng không có Đức Chúa Trời, tôi không biết ông là ai, không khôn ngoan. Và cái người khôn ngoan là cái người nhận biết Chúa, tin cậy Chúa để cuối cùng được cứu rỗi trong Chúa, được cứu trong danh của Chúa Giêsu. Khởi đầu của cái hành trình đi đến sự sống đời đời là biết Kinh Thánh, để rồi từ lời của Chúa giúp cho mình khôn ngoan, khôn ngoan để mình đặt đức tin nơi Chúa, đấng đáng tin cậy, để mình được cứu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý đầy tớ con cái của Chúa, làm sao để đời sống của chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa, nhiên hậu chúng ta đầy dẫy khôn ngoan để chúng ta sống giữa thế gian này. Rồi Phaolô cũng nói tiếp ở trong Cô-lô-se đoạn 3: vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Vì được đầy ơn của Chúa, Chúa của chúng ta là đấng giàu ơn, đầy ơn. Và vì vậy cho nên bởi sự đầy dẫy của Ngài, chúng ta đều có nhận được ơn thêm ơn. Có lẽ là chúng ta không quan tâm, không để ý, không đếm, không thấy, để nghĩ rằng mình đâu có thọ ơn gì ông trời đâu. Nhưng mà không đâu quý vị ơi, hết thảy chúng ta còn sống động và có cho đến giờ này cũng là ơn của Chúa. Quý vị thấy trải qua cái mùa đại dịch đó, 7-8 triệu người trên thế giới đã ra đi. Chúng tôi sống trên thành phố 20 mấy ngàn người đi vào bệnh viện dã chiến, trở về nhà bằng một cái hũ cốt, hũ tro. Ủa mà quý vị ơi, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì qua cái cơn đại dịch đó, Chúa vẫn cho chúng ta tiếp tục sống động ở trên đất. Ơn của Chúa phải không? Cho nên
chúng ta được đầy ơn của Chúa ban cho mình. Và Phao-lô khuyên chúng ta rằng nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Cái gì đầy dẫy trong lòng, miệng nó nói ra. Đầy dẫy buồn bực, cay đắng, mình có cố gắng nén cái gì, giữ cái gì, cuối cùng nó cũng xì ra cay đắng. Nhưng mà lòng của mình tràn ngập vui mừng, bình an, thỏa lòng thì sớm muộn gì nó cũng tỏ ra bằng cái sự vui mừng, ngợi khen, chúc tụng. Cho nên Phao-lô nói rằng vì được đầy ơn Chúa cho nên hết lòng hát khen. Và chúng ta thấy các ca đoàn đã tôn vinh Chúa, họ không phải là ca sĩ, họ là những người làm vườn, họ là những người nông dân, nhưng mà được Chúa cứu, được Chúa tha tội, và vì vậy họ dâng môi miệng ca ngợi Chúa. Cho nên một trong những cái nét đẹp của người tin lành là thích hát. Có nhiều người cũng hơi thắc mắc, nó sao ngộ quá, tin lành đám cưới hát thì được rồi, đám tang cũng hát, ra tới nghĩa địa cũng hát. Họ thắc mắc. Bởi vì chúng ta đã được Chúa cứu và mình được làm con của Chúa, lòng vui mừng, lòng bình an, ca hát. Và hôm nay ở trần thế như vậy, mai kia chúng ta về thiên đàng. Quý vị biết không, mình chưa về thiên đàng, nhưng mà thiên đàng đầy ắp tiếng ca của những người được cứu chuộc trong danh Chúa, của những thiên sứ, của những trưởng lão. Trong khi đó địa ngục đầy tiếng than, tiếng rên, tiếng chắc lưỡi. Cho nên vì chúng ta đã được Chúa cứu, hết lòng để hát khen ngợi Chúa của chúng ta. Hay dở không thành vấn đề, mà miễn là từ lòng, từ đáy lòng, hát hết lòng để ngợi khen Chúa của chúng ta. Tác giả Thi Thiên thứ 40 nói gì? Tác giả nói rằng Ngài đem tôi lên, Ngài đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho tôi vững bền, làm cho bước tôi vững bền. Hết thảy những người đã được Chúa cứu vốn sanh ra trong sình lầy tội lỗi của thế gian. Ở đây thì tác giả Thi Thiên 40 nói rằng Ngài đem tôi khỏi cái hầm. Ngày hôm nay tôi thấy có nhiều cái nơi họ giới thiệu cái hầm rượu, vô trong đó để thấy rượu, để sống với rượu, nô lệ cho ma men. Nhưng mà cảm ơn Chúa có nhiều cuộc đời vốn nô lệ cho ma men đó, Chúa đem ra khỏi cái hầm gớm ghê đó, Chúa đem ra khỏi cái tình trạng nô lệ của ma túy, ma môn, đủ mọi thứ hết. Cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi gì nữa? Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy không những Chúa đem chúng ta ra khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm, Chúa còn đặt vào môi miệng chúng ta bài hát mới, để rồi bây giờ cuộc đời chúng ta không những được thay đổi từ tối tăm đến nơi sáng láng, mà từ những ngày trước than thở rên rỉ đầy ắp những tiếng than, thì bây giờ cuộc đời được thuộc về Chúa đầy ắp những tiếng ca, bởi lòng chúng ta được vui mừng, được bình an, bởi vì chúng ta đang được làm con Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời Abba, cha của con. Cho nên lý do mà người tin lành thường hát là như vậy. Và Thi Thiên 84 câu 6 nói rằng đang khi họ đi qua trũng khóc lóc, họ không có thêm nước mắt, không có thêm tiếng than cho cái trũng khóc lóc của trần gian này đâu, nhưng họ biến cái nơi đó, cái trũng đó, nơi trở nên có mạch của sự sống. Chúa đặt để chúng ta giữa thế gian này không phải góp thêm tiếng than, tiếng rên, tiếng chắc lưỡi cho đời, không, nó nhiều quá rồi. Chúa muốn chúng ta từ đáy lòng biết ơn Chúa, ca ngợi Chúa, cất lên tiếng hát tôn vinh Chúa, để chúng ta đem vui mừng, bình an đến
cho xã hội, cho mọi người. Đầy ơn Chúa, cho nên hãy cất lên tiếng hát để ngợi khen Chúa. Rồi đầy ơn Chúa, chúng ta làm gì nữa? Đầy ơn Chúa, hãy đầy sự cảm tạ Chúa. Đầy sự cảm tạ Chúa. Và câu Kinh Thánh, xin kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau. Côlôse đoạn 3 câu 17 chúng ta cùng đọc. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa hội thánh, vì cớ chúng ta được ơn của Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng ta, cho nên bây giờ Phao-lô khuyên chúng ta rằng dùng lời nói, dùng việc làm, dùng mọi cách để tạ ơn Đức Chúa Trời. Anh em nói, hãy nói lời tạ ơn. Anh em làm, hãy làm cái hành động tạ ơn Chúa. Nói lời tạ ơn, nói lời làm chứng, nói lại ơn phước, đó là chúng ta bày tỏ tấm lòng tạ ơn Chúa. Người đàn bà Samari được gặp Chúa, được Chúa ban cho nước sống, lập tức bà chạy về làng: bà con ơi, hãy ra xem cái người đã nói về cuộc đời tôi, quá khứ tôi, hãy xem, hãy gặp Đấng Mêsia. Đó là nói lời tạ ơn. Cái người bị quỷ ám được Chúa giải phóng, giải cứu, Chúa bảo rằng trở về quê hương ngươi, bà con ngươi, nói cho họ biết thế nào Chúa đã làm việc lớn cho ngươi. Cho nên hãy dùng lời nói, tiếng hát, sự làm chứng, sự ngợi khen của chúng ta để bày tỏ lòng biết ơn, nói lời biết ơn. Nhưng mà đừng có bắt chước ông Judas Iscariot trong Giăng đoạn 12 đó. Ông nói thì nghe hay lắm, ông nói sao không lấy cái dầu bán đi để giúp cho kẻ nghèo, bố thí cho kẻ nghèo, đem dầu ra mà đổ nơi chân Chúa phí thế. Ông nói vậy chứ không thấy ông có một cái hành động nào để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Cho nên thì đừng có bắt chước Judas. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta bắt chước bà Mary, bắt chước những người phun ở Samari, bắt chước cái người được Chúa giải phóng khỏi quỷ ám để nói lời tạ ơn, làm chứng lời tạ ơn. Rồi hãy dùng lời nói lẫn việc làm. Gia đình của Mary, Ma-thi bày tỏ lòng biết ơn khi Chúa giải cứu, Chúa đem anh của mình từ trong phần mộ trở về với gia đình, mừng quá, sung sướng quá. Họ làm gì? Họ đãi tiệc Ngài. Tôi thấy ngày hôm nay cũng có nhiều con cái của Chúa bày tỏ lòng biết ơn của Chúa, cho nên thì cũng thường hay tổ chức tiệc, mời người này qua, mời người kia lại để bày tỏ lòng biết ơn, phải không? Mà tôi nghe ông anh của tôi thì đang hầu việc Chúa cho những người dân tộc ở trên Lâm Đồng á, mà tôi cảm thấy lo cho sức khỏe của hắn. Anh nói như thế này: tín đồ dân tộc á, không phải là đầy tháng thôi nôi, nhà mới, đám cưới, họ mời tiệc tiệc, nhưng mà đến nỗi mà đặt tên cho đứa con cũng mời ông sư tới cầu nguyện rồi đãi tiệc rồi đặt tên. Tôi lo cho ông quá, lo máu cao đường nhiều mà cứ ăn hết cái này quá kia khó lắm. Cho nên quý vị ơi, bày tỏ lòng biết ơn Chúa không nhất thiết là phải đãi tiệc đâu, phải không? Có nhiều cách, có nhiều cách để chúng ta bày tỏ rằng Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Qua cái hành động nào đó, qua sự chia sẻ nào đó cho anh em của mình, để nói rằng vì Chúa cứu tôi hầu việc Chúa, tôi đi nơi này nơi kia dự lễ cung hiến nhà Chúa, tôi xúc động, rất xúc động. Nhiều con cái của Chúa, họ không có giàu có đâu, họ không phải đại gia, nhưng mà cái lòng họ yêu mến Chúa nó lớn vô cùng. David ngày xưa xuất từ trong cái kho riêng của gia đình ông á, những cái số tiền lớn dâng vào việc xây đền thờ. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều tín đồ không có giàu được như David, nhưng mà lòng họ yêu mến Chúa không thua,
không thua David một chút nào hết. Dâng cả một miếng đất, dâng cả một căn nhà, dâng cả bao nhiêu tiền bạc để xây dựng nhà Chúa. Hết sức tuyệt vời, hết sức cảm ơn Chúa. Và họ nói rằng: Chúa ơi, ơn của Chúa ban cho con là muôn muôn, và con chỉ giữ phần lại là một phần nhỏ bé thôi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Tôi đến Bình Phước, một ông già làng, ông dâng 3.000 mét vuông đất cất cái nhà thờ. Cái nhà thờ cất xong rồi lễ cung hiến chúng tôi lên, ông ngồi trong một góc á, ông cứ ông chúng chím ông cười. Anh em chỉ với tôi nói: thưa ông sư, ông già làng này ông dâng miếng đất này cất nhà thờ, bây giờ ông cũng không làm gì khác mà chỉ ngồi chúng chím cười. Trên đất của tôi bây giờ một ngôi nhà thờ chễm chệ để thờ phượng Chúa, thoá lòng. Ô cảm ơn Chúa. Nói, làm bất cứ sự gì để chúng ta tìm cớ mà tạ ơn Chúa, và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không bắt chước theo cái cách của dân Israel. Dân Israel họ rất là, phải nói rằng đáng trách đối với Chúa, bởi vì khi Chúa cứu họ, giải phóng họ khỏi xứ Ai Cập, 40 năm Chúa dẫn họ đi trong sa mạc. Quý vị biết, 40 năm cả triệu người. Thế nhưng mà Chúa bảo vệ họ, không ai chết vì đói, không ai chết vì khát. Ban ngày mà nắng như kiểu chúng ta đây á, thì Chúa lại cho có cái trụ mây, không lúc nào thiếu. Ban ngày họ có cái trụ mây, cái dù lớn lắm che họ. Ban đêm sa mạc lạnh, Chúa cho có trụ lửa sưởi ấm. Cho nên không lúc nào họ thiếu nước, thiếu mana, thiếu trụ mây, thiếu trụ lửa. Nhưng mà trong sa mạc cũng có thiếu. Thiếu cái gì? Chúng ta xem thử. Trong sa mạc họ thiếu cái này. Thiếu dưa hành, củ kiệu, dưa chuột, dưa gang. Có ở trong sa mạc. Hồi họ ở Ai Cập á, lai rai dưa hành, dưa kiệu, củ kiệu gì đó, thoải mái. Bây giờ vô trong sa mạc không có cái này, thiếu. Cho nên đưa tay phản đối. Thưa hội thánh, thiếu trụ mây, trụ lửa là chết. Thiếu mana, thiếu nước là chết. Hay thiếu dưa hành, củ kiệu là chết. Cái thiếu nào đáng sợ hơn? Thiếu mana, thiếu nước, thiếu trụ mây, thiếu trụ lửa, phải không? Nhưng mà không bao giờ thiếu. Còn cái dưa hành, củ kiệu này á, thì đúng là ở trong sa mạc nó có thiếu. Vậy thì nên tạ ơn Chúa hay là nên lầm bầm với Chúa, lầm bầm với Môi-se? Rất tiếc, quý vị đọc trong cái hành trình từ Ai-cập về đất hứa, không một cái chỗ nào nói rằng cảm ơn Chúa, không một chỗ nào nói rằng cảm ơn ông Môi-se, cảm ơn A-rôn. Nhưng mà toàn là lầm bầm, thiếu thế này thế kia. Ô quý vị ơi, không công bằng với Chúa, không công bằng với Chúa. Và xin Chúa thương xót để đời sống của chúng ta, vì có được đầy ơn Chúa cho nên chúng ta tìm cớ tạ ơn Chúa, mà đừng có tìm cớ lầm bầm trách cứ cái này, trách cứ cái kia. Không nên. Tôi nhớ cụ cố mục sư hội trưởng của tôi, cụ ông Văn Huyên đó, ông kể câu chuyện, chắc quý vị còn nhớ. Cụ nói có cái bà tín đồ đó, bà tràn ngập niềm vui, mừng lắm được Chúa cứu. Cho nên mỗi lần bà đi nhóm mộng sư mà giảng cái gì mà đúng ý bà đứng lên bà nói Hallelujah, cảm ơn Chúa, rồi bà ngồi xuống. Cái ông mục sư tân quản nhiệm, ông mới về, ông giảng đúng ý bà, cái bà đứng lên bà Hallelujah. Cái ông giật mình, ông mới có cái chuyện gì bà đứng lên bà hét như vậy. Rồi ông mới đến nhà, ông nói: bà ơi, tôi biết bà biết ơn Chúa, bà vui mừng, nhưng mà mỗi lần mà đứng lên mà hét vậy là tôi bị đứt cái mặt này. Cho nên thì tôi thương lượng với bà như thế này: tôi biết bà biết ơn Chúa, nhưng mà thôi đừng có đứng nữa. Tôi nếu mà bà hứa như vậy thì tôi tặng bà cái mền, đồng ý không? Thì bà nghĩ đến cái mền xứ lạnh mà. Nghĩ bà nói thôi được, tôi hứa với ông sư tôi không đứng lên nữa, phải không? Thế là bà nhận cái mền của ông sư. Cho nên mấy lần sau đi nhóm, mỗi lần mà
Ông mục sư giảng cái gì nó trúng ý bà, bà tính đứng lên, cái là bà nhớ cái mền, bà ngồi xuống. Cái rồi trúng trúng ý đứng lên nữa, cái rồi nhớ cái mền ngồi xuống. Đến một lúc mà bà chịu không nổi nữa, bà đứng lên mà nói là Hallelujah, cảm ơn Chúa, có cái mền cũng được, không có cũng được. Cụ kể câu chuyện thấm thía như vậy đó. Nhưng mà cũng có một câu chuyện đó, rằng một bà tín đồ kia lúc nào cũng lầm bầm, lúc nào cũng trách, lúc nào cũng nhăn nhó. Rồi hôm đó bà mới vừa thâu hoạch cái cánh đồng của mình trồng khoai tây á. Ồ, cái hôm đó Chúa cho trúng mùa, khoai tây cái củ nào của nấy nó bự, cả một cái kho lẫm như vậy. Ông sư đến thăm, ông nói thôi kỳ này là chắc chữa được cái bệnh lầm bầm của bà này rồi. Ông vô ông hỏi sao, vui chưa, năm nay Chúa cho trúng mùa phải không? Bà nói dạ thưa ông sư đúng, năm nay thì Chúa cho khoai nó trúng, cho nên củ nào của nấy nó bự thiệt bự. Ông sư mừng lắm, chờ để bà nói thêm là cảm ơn Chúa. Mà ông đang chờ vậy, bà nói nhưng, ông sư giật mình, nhưng cái gì đây? Nhưng mà năm nay Chúa không có chịu cho có mấy cái củ nhỏ nhỏ để tôi nuôi heo. Quý vị ơi, quý vị giống với bà nào? Giống với cái bà luôn luôn tràn ngập cơ hội để tạ ơn Chúa, hay là luôn luôn tìm cớ để mà than thở, trách cứ, lầm bầm? Xin Chúa thương xót, nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng đó thì xin Chúa ngọt ngào hóa tấm lòng chúng ta đi, cất đi những cái cay đắng đó để chúng ta tạ ơn Chúa. Và thưa với hội thánh, nhớ ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta cùng nhớ đến ơn tiền nhân của chúng ta, những người đã gian khổ để mang tin lành đến với Tiên Thủy của chúng ta. Tôi nhìn thấy danh sách 18 vị quản nhiệm, phải không? Thì tôi thấy không biết ban kỹ thuật ở đây có ý gì không. 18 vị mà cứ vừa xong cái vị đó cái chút đầu đi xuống, chút đầu đi xuống, tức là ra đi rồi. Nhưng mà tôi thấy rất tiếc là trong khi ông Hưng của tôi thì chưa có ra đi mà cũng chút đầu ông đi xuống không được. Đa phần tiền nhân của chúng ta đã ra đi, nhưng mà công khó của họ, nước mắt của họ, mồ hôi của họ để có cái cơ đồ như thế này. Thưa hội thánh, tuần trước đây tôi mới đi lần đầu tiên đi thăm hội thánh Chúa tại Phú Quý. Ngày hôm nay từ đất liền, từ Phan Thiết ra Phú Quý bằng cầu cao tốc 2 tiếng rưỡi, ngồi trên cầu tàu cao tốc 2 tiếng rưỡi từ Phan Thiết ra tới Phú Quý, rồi tới nơi thăm viếng công việc Chúa, lòng tôi cảm động lắm. Bởi vì 70 mấy năm trước, quý vị ơi, không có tàu cao tốc đâu, mà đi từ Phan Thiết ra cho tới Phú Quý là 12 tiếng, 11 tiếng. Mà chúng tôi đi có 2 tiếng mấy, mà đi ra là thấy nó bèo nhèo hết rồi. Các bậc tiền nhân của tôi không biết đi sao mà họ đem tin lành ra đó để hình thành hội thánh. Tuyệt vời, phải không? Rồi tôi đi xuống Cà Mau thăm hội thánh Chúa tại Tân Đức. Quý vị nào đi Cà Mau mà vô tận Tân Đức, tôi mượn một chiếc xe gắn máy, bởi vì lúc đó chưa có phương tiện, thì tôi chở nhà tôi đi vô Tân Đức. Mà cái đường, quý vị không, nó có cái cua, nó gắt đến cái độ mà xuống cái cua đó tôi ôm không hết là ngã xuống ruộng. Chúng tôi muốn quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh này để quý vị cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ ơn Chúa và cũng nhớ ơn các bậc tiền nhân của chúng ta, để chúng ta có cái cơ đồ phước hạnh như ngày hôm nay. Và quý vị nhìn thấy trên cái sơ đồ này để quý vị thấy công khó của các bậc tiền nhân của mình lớn lao lắm. Chúng ta biết năm 1911, các đệ tử của Chúa, những người đã
rời New York, rời Canada, nước Mỹ để, xin cứ để yên, để bước vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Và quý vị nhìn lên hình ảnh để quý vị thấy, cách đây 112 năm, các đệ tử của Chúa đem Tin Lành đến Việt Nam, mà cái nơi đầu tiên họ đặt chân đến là Đà Nẵng. Mà quý vị cũng nhìn thấy đó, chỉ có mấy năm sau thôi, năm 1916, tức là khoảng 5 năm sau, thì từ Đà Nẵng họ đem Tin Lành đến Hà Nội. Hội Thánh Chúa tại Hà Nội được thành lập. Rồi chúng ta cũng thấy mấy năm sau, năm 1918, năm 1918, xin băng máy chiếu lặp lại, năm 1918 thì chúng ta thấy Tin Lành đến được với thành phố Sài Gòn. Quý vị nhìn thấy 7-8 năm sau, không biết đi bằng cái gì mà Tin Lành từ Đà Nẵng tràn vô đến Sài Gòn. Rồi chúng ta cũng thấy năm 1928 thì Tin Lành đến Tiên Thủy của chúng ta ở đây, và Chúa dùng các đệ tớ của Chúa. Quý vị nhìn có nhớ không? Các bậc tiền nhân của chúng ta tuyệt vời, họ sắm những cái phương tiện của miền Tây sông nước này bằng những chiếc ghe, chiếc đò như vậy, đi vào từng cái luồng, cái lạch để mang Tin Lành đến cho đồng bào chúng ta. Hết sức cảm ơn Chúa, hết sức tạ ơn Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đưa bàn tay nhỏ bé của mình hôm nay tiếp lấy cái cơ đồ tiền nhân để lại cho chúng ta. Đưa bàn tay nhỏ bé này chúng ta viết tiếp trang sử của Hội Thánh, và viết tiếp của trang sử Hội Thánh Tiên Thủy. Năm thứ 95 được như thế này, rồi 5 năm nữa chúng ta kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Tiên Thủy sẽ như thế nào, cơ ngơi như thế nào, Hội Thánh như thế nào, tín đồ như thế nào. Xin Chúa gieo cái khải tượng này trong lòng đầy tớ Chúa, con cái của Chúa, để hết thảy chúng ta cùng với nhau mà tiếp lấy cái công lao của tiền nhân. Họ hy sinh nhiều lắm. Quý vị biết không, khi tôi đến tận cái bờ sông ở thành phố New York để nói rằng tại đây các giáo sĩ đã xuống những con thuyền để đi đến Việt Nam, mà bây giờ quý vị à, trong số họ vẫn còn gửi xác tại Việt Nam. Một số người đang gửi xác ở tại Buôn Ma Thuột, một số người đang gửi xác ở tại Ân Từ Viên, ở thành phố. Hồ Chí Minh đó, và sự hy sinh của họ là lớn lắm. Và cách đây 12 năm tại Đà Nẵng, trong lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, trong 6-7 cái chương trình thì có cái chương trình hết sức cảm động, đó là Chúa không hề quên. Và trong cái chương trình Chúa không hề quên, các đệ tử của Chúa là những giáo sĩ vốn dự phần hầu việc Chúa tại Việt Nam, họ được trở lại Việt Nam sau mấy mươi năm. Và khi họ nhìn thấy những cái hình ảnh, nhìn thấy công việc Chúa, và nhất là cái chương trình Chúa không hề quên, họ ngồi tôi thấy nhiều nước mắt
nó tuôn chảy. Những đồng lao của họ vẫn còn gửi xác ở tại Việt Nam này. Cho nên gia đình không quên, hội thánh không quên. Và khi tôi thăm New York năm ngoái, trong cái trường Nay Dắt đó, nó có một cái phòng, mà cái phòng họ để cái câu rằng đã ra đi nhưng không bao giờ quên lãng. Và đấy là hình ảnh của những đầy tớ của Chúa đang nằm tại Việt Nam. Cho nên trong thời giờ này, tôi muốn mang cái không khí, mang cái hình ảnh, mang cái dư âm của 100 năm Tin Lành đến Việt Nam tại Đà Nẵng cách đây 12 năm. Để bây giờ tôi muốn quý vị hãy lắng nghe bài thơ này. Bài thơ đã được ngâm lên, đọc lên trong cái lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam tại Đà Nẵng, để Chúa cũng tác động trong lòng chúng ta nhớ ơn các bậc tiền nhân. Chúa ban phước cho quý cụ, quý ông bà anh chị em. Amen.